Vườn gà có hả? Vườn gà có. Ừ, gia đình có một con gà có Trời, không có một miếng nhỏ luôn á. Từ từ nha. Chưa có thấy gốc. Trong gốc một cái nhà kìa. Gà thẳng rồi. Vô đi con, vô đi. Chơi luôn. Con đồ con cáp này. Yếu lắm mà anh, nó nhà yếu lắm lắm luôn á. Bắt ông nhà. Đừng vào nhà nhá, nhà có chết đó. Có bom không ném vào trong nhà? Hết giáp, hết giáp. Ai có giáp ném cho vô. Ấy sao vào nhà vậy? Vô, ui, bảo vô vào nhà thôi. Ngồi im, ngồi im. Chuyện đâu còn có đó. Chó còn có mắm tôm mà, hiểu không? Ây, quên mất phải quét anh gà trước. Sorry anh gà. Anh thích vội vàng. À đúng, dĩa ca kìa. Ôi dồi ôi. Tên lên bắn như quần đùi luôn. Mày thấy có nhiều đồ bổ lắm mà ta. Trời, nó mù mắt. Mất giáp à. Thằng chuyện đó mất giáp rồi á, Amin. Dí luôn, dí luôn. Chúng xui quá. Tên một cắn. Xin mẹ. Toàn đồ ngon rồi. Chắc dễ gầm xe nhỉ. Đỉnh cao của sự đấu giếm. Thế này. Cái gì vậy? Tự dưng chuồng heo, chuồng bò vậy ơi. Chấp nhận kết bạn của em trên game. Em trên game của em. Game tên gì em? Tên game em ơi, không có tên game anh không biết đâu, anh hiếm khi anh vào trong cái đó gọi là cái gì đó, hiếm khi anh vào đó lắm. Cho anh tên game đi, tiếng vào cho lấy con hàng nữa. Đây là một ít tạ nhẹ này. Vậy thôi, cho 100 viên thôi chứ không có gì hết. Thank you, thank you. Thôi nghĩa gì 50 nha. Thôi nghĩa gì 50 nha. Ok. Chấp nhận. Chuồng heo gọi tên Bèo. À, có con hàng nóng. Trên gà với đạn này, em đứng giáp thôi. Slip, slip, slip. À đâu, hack rồi. Thật bất nào đang đi bộ này mà dính viên vậy. Sợ vậy. Đi mọi người, đi mọi người.
Rồi, open luôn. Chắc không phải hack đâu. Mình đa cảm quá. Đây nè, ở đâu? Lấy xe chạy kìa. Chạy à? Dưới này còn một này, bắt thằng này đi, nó xua rồi. Còn hai nha. Ở đâu? Còn thằng ngay sát máy bay mình á. Bắn bể máy bay cho chết nó luôn. Alo. Đau nhờ, các bạn này bắn đau nhờ. Nó đang ở ngay sát đây. Nó đang cứu hộ này anh ơi. Đúng một bắt luôn. Nó trốn sau xe tải nha, còn thằng slip nữa. Hay thật, hay thật. Nhưng mà lên thì mới cứu được, còn nữa, còn slip đằng sau nữa. Ờ, slip lúc sau luôn kìa. Cứ cứu đi, kệ đi. Có vấn đề là em. 2 giây, 1 giây, hết. Anh đi. Ê, ủa sao bỏ? Thả ra không sao, không sao. Khói đi anh ơi, khói đi cứu. Bỏ đây, anh có khói từ từ. Để đi xác em có không? Có kìa. Cẩn thận, đừng ngồi gần máy bay em ơi, nổ chết cả hai á. Còn thằng Snip nữa. Ấy nó nhìn kìa, nó nhìn kìa. Anh thấy nó đúng không? 219 á. Đi qua bên phải đi anh, đi qua bên phải đi, máy bay nổ chết. Bắt nó đi anh, nó bên trái á. Gặp này. Ôi dồi. Các bạn giả bốt mà. Đa sầu đa cảm. Kể xác em đâu có cơ hội kể xác đâu, em thấy không? Bắn cho anh tan nát luôn. Đúng là cuộc sống. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc là em đúng không? Tới luôn. Đâu? YouTuber mà nó chết. Idol, thèm cho anh luôn. Bé gái. Sorry anh Nhật. Hello anh Nhật nha. Bé gái đâu anh? Em làm gì có bé gái. Em còn 9 cô người yêu rồi kìa. Đang còn đợi em mà em chưa có đồng ý. Anh cứ nói bé gái thì sao nhỉ? Chị cô người yêu là đâu à? Làm gì mà xứng đáng có một người yêu. Bắn ngu xứng đáng có 10 người yêu nha. Có 10 người yêu để gánh. Ngay đầu khi đủ lo rồi. Chào đâu. Chào anh, ông bật anh nhìn cái. Lụa gọi tên Bèo. Thôi ván này nhảy trận đi anh đi. Ừ, kiếm. Sao vậy em? Nó mít thế giới à? Đăng ra anh nào à? Đâu có ai đâu, thấy không? Trời trong và xanh lắm mọi người ạ. Trời này rất thích hợp để đắp mộ. Phải chợ phiên thôi. Đâu rồi, không thấy ai bị bắt rồi. Hạ dưới nhé, từ từ rồi sẽ thấy. Chúng hỏng hết rồi ta. Ôi, không xuống hầm nha, nó xuống hết rồi. Gì vậy bé? Hít đàn nó đang cứu nè. Bảo vệ anh ơi. Nó cứu trong nhà đó nè. Ôi, 27 viên đạn.
Ủa? Chết ở ngoài à? Làm chạy vào nhà tìm mẹ giờ. Mình đúng rồi kìa. Không đúng không? Đã kiểu kia. Lại đi. Đã kiểu đó kia. Kệ. Phải thật rớt. Nu cáp lên rồi. Bắt một rồi, bắt một rồi. Nó chỉ thế rồi. Người nào vậy? À, thấy rồi. Đủ. Đâu? Cái đây nào rồi vậy? À, đủ. Bóng bị níu ghê chứ. Té. Các bạn đó chơi thì mình té trước đây. Nó rớt xuống dưới rồi mình đi ngược lên trên. Tám giây bồ sinh à? Quá, quả nó dở quá. Mày 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 ơi. Hello cả nhà, chúc anh Mèo sớm ngày bình phục. Anh có làm gì đâu mà bình phục, sắp off rồi em off rồi lúc cũng ăn đều. Thì ra là lý do bình phục nó nằm ở đây. Em phải off gì ạ? Được offline rồi, em đã easy vừa chạc vừa coi lại ăn đều. Nhắc mới nhớ anh còn chưa cắm xe. Chết thật, mọi người sao á? Quả đó mình cắn được giáp cái là ngon mọi người ạ. Bảo vệ chị tôi dùng cái trời ơi, chị tôi mà bay một lần nữa là tôi làm gọi ông nói nha ông nhỉ. Hình như anh có làm cái gì đâu. Chị em thích bay mà, chị em là dân bay nhảy mà em sao vậy? Dân bay nhảy sao mình cản được. Còn máy bay ra đó làm gì ta? À, à chắc còn team khác. Quên mất hai team. Còn cái anh ơi bên tay trái kìa, bắt luôn. Không bỏ thì bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ được rồi thì bỏ luôn. Rồi thôi bắt đi. Con xe cháy rồi, nên em xe ra. Ôi, giải dọc rồi. Vào nhà lấy xe mà đi đi mọi người.
Đừng có ngoài bò xám. Thì nhưng để có mình bạn đó ở lại đó là người ta kinh thể đó. Thẻ có gì đâu cánh á, thẻ rách cái mà. Hôm nay cái gì kém ở chơi đi em. Công nhận, mắc 10. Mắc 10 nhật độ nó ngon kìa. Cũng 4 con xe lần mày. I'm coming soldier. Anh con mình bị phóng. Có con tìm kích kìa. Cái bò kinh khủng thế. Em mới bảo chết bố. À, nó bắn ở ngoài này nè. Chưa, chưa qua được đâu. Vẫn còn 2 miếng. Tiếng súng rồi. Tôi đi bu à. Đi bo em ơi, có sáng quá, đi vô trước rồi. Musami là... Cái gì Musami? Musami là gì? Musakin. Musakin là sầm viên. À đâu, điện thoại cứ báo pin yếu liên tục như này thì có mà cứ lợn. Cho đi kéo với, người đấy thôi. Ra đây, đâu anh về đâu? Đây, số 4 này. Comment, comment. Ôi, có xe kìa thôi. Dí nó nha, dí nó. Anh, lái đi cho em xây. Cẩn thận nó ném bom nha. Bắn không dính phát nào ta. Sắp rớt xe rồi, Dí tiếp con xe đâu. Đây này, xây con này này, dễ cháy hết này. Ba trăm sáu mươi. Cảm ơn bạn. Đi về anh xem đường thắng nào. Ở đó có mồi ngon hả em? Hút mà. Các bạn không ra đón nhau ạ. À, đủ. Cắm rồi á, mà pin lên không nổi mọi người. Pin nó lên xong rồi nó tụt xuống dưới 10 tiếp nên nó báo. Mấy bài gì nó thè tè cái tay ra. Mấy bay này không kìa. Bắn nhau à. Nhà có. Phút à. Ê, cho tôi đi. Cho tôi đi mà. Người ta kêu là không cho. Đi tiếp mọi người. Ôi, con máy bay cái ngon kìa. Nhảy rồi. Bồn chết rồi kìa, đi đi đi. Lại cảnh giác, cái okay, joker.
Nó táp kìa, nó táp kìa. Lá. Ui. Đi vô bộ đi, trái có phải có kìa. Đi về hướng bộ đi. Trong người kéo. Không được em. Trái có phải có hết, chạy đi. Ủa, xong lấy xe đi. Nó bán xe mà. Còn 70% mà, sợ gì anh. Đi. Anh gà khiên đúng không? Nếu mà có gặp thì khiên luôn nhé. Đồ. Sorry mọi người. Má ngu vậy. Bảo bị điếu đúng lúc rồi. Đúng lúc bị liều. Tệ thật đấy. Tự nhiên bị liều đúng lúc. Cậy. Đang chạy xe nó cái bị liều em tông một đít con xe bồn luôn. Thôi mà đừng ngủ mà, cuối tuần mà ngủ gì, cuối tuần được thức khuya vào, thức tới mai luôn. Phát triển vào thành phát đâm dê nha. Pin của em nó lên được hơn 10%, cái xong chơi nó lại tụt xuống dưới 10 cái là nó dịch nên nó báo. Anh kẹp cái tay vô nó sạc. Anh đang thơm, mồi đang thơm. Mồi đang ngon như vậy. Mưa giông gì tự dưng mưa giông vậy? Xây nhà mới đi về. À, mọi người có bảo sập mái, tốc mái, sập nhà kiểu à? Là cái này tôi coi cái này không? Đừng có gà. Lại cái mai ai trả tiền điện cho tôi? Các bạn sao ấy? À đâu, cái quạt này hết pin à? Ôi, sorry mọi người, buồn rồi. Tham bán nhé. Em mới với tay tắt cái quạt, à, bật cái quạt cái để một trận luôn. Một tim nhé. Nhá. Ủa đâu rồi? Ừ có một team à, ở bên dưới trái luôn. Bên nào? Bên mình nè, bên khu mình nhưng mà khu đầu tiên á. Cùng dãy. Ok, khu nhà ta. À, nó có súng. Đời 2 đúng không? Không, 11 đất luôn á. Không phải rồi đâu. Dưới gọi là dưới gì, dưới đường bằng á. Nè đúng không? Đúng rồi, miền Nam á. Câu mình rút ở đây. Kinh nghiệm luôn. Đến hết linh hồn. Chết rồi, sắp có một vụ thảm sát xảy ra. Vì khi cầm chú cầm con sọc này, sắp có một vụ thảm sát. Cầm chú được quyết định làm việc tốt. Ở ngoài
nhau đi nhá. Mình cứ bút thế nhỉ. Rồi gãy nè. Tự dưng gãy gì vậy? Cái đồ mơ thằng trái nè. Ủa? Lên cao mới nó lấy cái cú bầu đó đó. Bắn thấy yếu lắm luôn. Nhưng mà em không có miếng giáp nữa hết trơn. Rồi sao? Một thằng mở góc kìa. Ây mẹ ơi. Đù vậy biết chơi à? Anh nè. Anh thiệt. Ê. Vào chí. Té. Đừng lo, vì còn em đây. Cho mình xin cái mạng. Thằng đấy nó mở nó ra ngoài sao? Tù. Căng thế, căng cực luôn. À ôi, tự nhiên khủng hết chứ ta. Nghe bên trái gần có một luôn nha anh kìa. Nó đằng sau cái chuồng gà bên tay trái vậy. Chuồng gà nè. Nè cái thằng tỉ nó ném bom mà. À chưa ném bom. Thì là cái thằng này nè. Đúng rồi. Ủa tao trên đây nè. Còn một thằng ở ngoài xa nữa, hướng 7 á. Ai đây. Thằng này tẻ nè. Vẽ. Bạn có thể đi ngang tôi cho tôi leo lên xe bạn không? Bạn đi luôn. Kêu là không rồi. Đây. Chạy qua nhà thờ kìa. Thôi đừng đi bạn. Đây, tới đây luôn bạn ơi. Cho mình ngồi nào. Rồi, có mùi rồi. Bao mùi luôn. Mùi siêu mùi luôn, hắt luôn rồi, mùi gì nữa, túi bắt luôn. Chà chà, thật bê đê. Cuối cùng sau một tối chúng ta đã gặp bạn hắt đầu tiên. Không, con Tuấn hắt chứ sao là bạn. Trẻ trâu nhỉ. Đất là Trẻ Châu, BD là Bình Dương ấy. Nó Bình Dương, nó kem xử nó hỏi anh đi kem. Thế mi. Ngoài nó Bình Dương. Thịt nó, lục quẻ thấp diệp nó. À, nay theo như yêu cầu của 500 người xem, muốn nghe giọng của bạn nữ Amie, nên anh đã cố gắng like thêm. Em hiểu không? Hả? Hại gì? Có fan, em có fan, không có gì đâu. Ủa? Nhiều lắm, chấm like anh mà xếp toàn fan em không? Chết thật đấy. Cảm thấy tủi thân. Thấy tủi thân luôn. Hai cam hai đỏ là thấy ngầu chết rồi. Ngầu gì, ba cái súng dễ rách rồi. Ôi lại có thêm giọng bạn nữ nào được vậy? Nghe. Anh đều phát, em sao lại phát? Đụng bắn lại chừa anh ra chứ sao lại chừa bạn nữ, em sao vậy? Đủ ba canh đúng không? Mày thằng trên đó, đúng hết, đúng rồi em, thịt hết dạ. Cho anh, thiến đó. Em còn thích để chơi game chính là chơi game. Anh là trai đục áp giả giọng đục mà. Tại sao lại
Mẹ anh em đừng như vậy chứ. Em làm cho các bạn nam trong live gãy hết bây giờ. Người yêu không bao giờ. Sao trong cái máy bay này nhiều bạn để bích cộng vậy? Trên đầu có lắm. Bên nhau em là đông với ai thèm. Nhưng mà có cái khác của phụ nữ được đỡ em. Trời ơi. Có 20 đứa nha. Xin vía nè, xin vía nè, không ai chụp. Qua chúng bạn sẽ rớt ấy bây giờ giờ đứng là chụp piu rớt hết hàng họ. Bên này có sọc này mọi người. Ủa vậy có mình có phải là bồi với nhau không, bây giờ bắn nhau trời. Sống mà làm gì có đồng đội đây. Gọi nhá, gọi nha. Nè cái nhà có bồn bồn nước này. Lục quẹt hấp viêm nè. Bạn ơi qua giết tôi đi bạn. À đủ. Ủa vậy hai team à? Hai team em ơi. Chết đi rồi. Điểm cao của sự KS. Ôi con lợn nó dịch chuyển. Hết hồn. Xe là chết hết rồi. Ui. Cái trần sĩ à. Còn một phần con nữa. Nó sẽ chép nha, thằng bên trái sẽ chép. Ơ, cái thằng này chết chưa? Nó nốc một rồi. Chân bên phải. Em hết đạn luôn à. Nó đằng sau này anh này. Hai team nó dịch chuyển từ layer tới layer luôn. Anh này đằng sau này nè anh ơi. Tao chọn chấm nè. Công hết thì không hết nè. Mày cũng có đàn nè. Chờ. Ở đâu? RBD bắn chết mình luôn vãi cỡ lợn. Anh bắn nó nát nháp rồi, nó đi bộ qua đây rồi sao này. Từ từ, đi theo tiếng chân đó. Trong nhà, ngồi trong nhà, ngồi yên trong nhà này sao này. Nó ngoài nè. Có đâu nó ngoài. Ôi, nghe tiếng chân trong nhà. Có chạy rồi. Ôi bạn ơi, tôi đang cứu bờ. Ôi bạn ơi. Thanh niên nó bắn vãi lắm. Bắn khẩu đó mà bắn khiếp thật. Cho anh xin nhá, anh xin nháp nha. Học hết. Còn gì bằng liếm xác đồng đội nữa. Còn nó là xác của một bạn nữ. Không có gì đâu mà. Mình lại đảo quá Pepsi ơi. Ôi còn tiếng chân nè. Tốt à. Bé tốt nha. Hết chưa? Chưa lia mà đúng không mọi người? Cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Gì đâu? Anh cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Con thằng tài hình đâu bên ngựa chỗ này mình bắn ai rồi. Cái xe nó chạy xuống rồi. Bốt. Mọi người cái bò đó. Rồi nó bụi giống á. Ừ. À chắc. Thôi nó bụi giống á. Vô gần mà. Vô gần máy bay á.
Mày đừng có phá máy bay của tao nhá, con tiêm kích. Nó xa, nó phá thiệt luôn á, tiêm kích nó phá. Chó con này. Phá đi. Chó con. Mày tưởng nó rớt máy bay rồi. Té rồi mọi người. Đau lòng á, chúng sắp gậy rồi đó. Nhảy đâu sống lâu rồi được. Nhảy đâu ấm ấm, nó chết mẹ rồi, nó không ấm luôn. Nhảy vào lòng anh. Em có một miếng chất đen. Em sẽ không cho em. Có xì lít. Có xì lít bên tay phải. Đi hóc đi. Có đi hóc tí đi. Chết đói. Hóc đi, hóc đi anh. Có cái chất đen dưới chân mình à. Số anh gà không ăn à. Xương xương rồi của em tầm 20 viên là bắn được rồi. Trời ơi. Ôi cần gì nhiều. 20 viên, 5 viên một mẹ. Ghê quá anh. Em bạn em cũng hơi gác. Đỉnh công. Ta gọi đó là đỉnh công. Ở đây có hàng nóng. 5 viên một mẹ là em phải hiện tên ở trong cái danh sách bán giải vừa rồi chứ. Giải đó, giải test tôm em tham gia thì em phải tham gia giải quốc tế. Mất mấy cái giải đó lụt nghề. Mất hết tên tuổi. Bo kéo tớp. Không có nước bọt đâu, giờ bo nó cắn như tụt quần. Giờ không có cái định nghĩa mà ngoài bo cắn giáp rồi đâu. Hát đồ ngon quá. Nhấm động này mọi người. Ngon nha. Một bén quá. Một bén quá. Làm vậy lưỡi còn dài chứ. Vết hết, vết hết. Bây giờ chạy một nét banh qua ngân hàng. Nó tinh thần một vậy gì. Đâu, ai đâu nét đâu. Để anh gửi thẻ ngân hàng cho. Chúng thẳng mặt luôn. Đi luôn, anh gà đổi súng anh. Được hả? Đây 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 rồi nè. Có một máy bay chuẩn bị tới nè. Bạn này tự dưng ở đâu ra số nít à? Lên xe đi bạn. Cho đi bạn. Ôi ôi, ai ném bom vậy? Mẹ ném bom. Alo. Alo. Con lợn kia hát không vậy? À đang bay bắn được hả? Nasu cứu Nasu ơi. Đừng làm gì ở đó nữa, Nasu ơi. Wow, cứu đi, cứu đi. Cứu đi ra. Server đít này. Server bờ đít này. Đúng chỗ rồi. Đó, gạt đi. Gạt đi. Xe xe này. Thấy không? Server chỗ đó thích không? Nè,
Ôi, em ơi, em ơi, em ơi. Ờ, em đây. Con này dịch chuyển mẹ nó khó chịu thật. À đâu, cái gì đấy? Ăn lại thức dịch chuyển tôi. Chuyển về lại ngay người chứ. Bạn này thú vị đấy. Ai à, gì cái súng cái gì? Cái gì ta? Băng tím kìa. Ôi quên nữa tự nhiên. Chết tiệt. 10 điểm đeo nắp mông. Ê, người này. Bút. Thân nghĩ này mình đang làm cái gì vậy hả? Trời đất ơi. Quỷ sứ luôn mà. Tôi nói cái gì không á. Chết tiệt. Ê, lấy cái này bắn cho nát giết nha. Mời em về với đội của anh. Nghèo. Sao? Hôm qua em đi. Hôm qua em hôm trước. Đi gần kìa, anh Tính kìa. Đi với anh. Yeah. Tính thì anh gà cứ xuống đi, anh ở trên máy bay, biết nói nhỉ? Không tới giờ. Không, không tới đâu. Ôi xe kìa, xe kìa. Anh bảo xe tới rồi. Hôm trước đi cái gì vậy? Em còn la anh nữa. Em không biết gì đâu. Anh làm em tổn thương cái gì lắm. Em làm anh tổn. Mất rồi, mất rồi Joker ơi, mất rồi. Đừng theo đuổi một người không thích mình. Biết chưa Joker? Lia nha, team này lia rồi. Đi, đi không phải đi Luffy. Ủa mọi người, sao mình không bắn bể cái máy bay đi chứ hả? Không, mình thích để nó gọi là nó điểm tô cho cái map này thêm điểm. Yeah. Ủa máy bay đã bốc khói đâu mà tự dưng bắn nổ. Đi. Máy bay còn 73% mà bắn nổ chết thật. Những phút quyết định tôi đặt rất ít niềm tin vào phụ nữ. Nhâm mê tê. Dừng lại đi à. Chết. Joker làm vài câu tiếng Trung với bạn luôn Joker. Xí lộ. Xí lại hả? Dưới chân có một. Đừng bắt máy bay mà. Máy bay có tội gì đâu. Đi luôn. Còn là cái gì? Đi luôn. Đây, một bạn đang qua đường nè. Bắt luôn. Ôi ôi, nhảy. Trên nhà hai luôn. Chết. Em thấy một thằng. Cái nó chắn sờ não hả anh? Không biết nó. Không, em thấy nó dính dữ lắm rồi. Ồ, em thấy một thằng bên lưng anh à. Ôi ôi, hai thằng luôn. Ba thằng là tổng cộng ba thằng. Là ta sẽ kiếm đường khác. Chờ bạn, hình như chúng ta có hẹn với nhau. Đúng rồi. Mẹ ở đây chờ mình đúng không? Nghèo. Cái quần ngoài. Ấy xe tè. Thôi tao đánh ăn con bút rồi. À đâu, em ăn mất con bút rồi. Ok anh. Hàng về. Ôi, snip. Snip ở đâu vậy? Trời ơi, tôi bắn bạn bể luôn các bạn. Tôi nhảy xuống. Cứu. Rồi, anh cứu được. Cứu. Hay quá anh ơi, ai sờ vào bờ đít này. Ngược coi. Rồi, chuẩn bị snip anh nữ. Snip, hai snip lần.
Không có cơ hội để... À đu, con giáp mà không xong nè. Qua đây, qua đây. Mà thôi không cho em đâu. Để vậy tí lại sửa đít. Mi lê để áo lại, áo cái quần què. Em ơi. Nghe anh ơi. Du cáp đi anh ơi. Mày vẫn bổ tao hả mày? Ai cho mày cái can đảm đó hả? Nó nát bét rồi. Nó nát bét rồi. Sợ mày. À kìa, lầu xanh chấm quét kìa. À đù. Bắt thằng lầu xanh đó. Lầu xanh mùi lắm. Ồ, em vào bắt rồi. Ủa cái thằng này sao mà nó giết thì cái nó trâu vậy? Hãy giả cặp với nhau đi. Dơ quá à, dơ quá à. Lẽ ra em phải lại chứ sao lại để anh cầm vào những cái thứ đó. Chết thật đó, tại anh gái hết đấy. Quên ném bom tệ. Chào cậu. Vãi cắn thôi á. Trời ơi, chịu rồi. Chịu anh hack kìa. Anh hack chứ còn gì nữa. Gà tắt hack đi nha. Hack mà làm người. Chắc còn cái team ở ngoài sông á. Chân bên dưới rồi nè. Cái hướng này mới dục ra nha. Sao lại có thể dục ở đây? Chân thượng mình hay sao vậy? Thế nào? Cao quá. Nhưng mà bay xuống này. Bạn chết chưa rồi. Ôi. Ủa là con nhớ trên sông. Trên thượng hình như còn. Nó có dịp mèo không? Nghèo. Ngoại cắp lợn. Người ta gáy em gáy. Người ta gáy ỏ ỏ với ai gáy mèo mèo. Trần Đức Bồ. Cần được cái 5 kêu mình hack. Cả mới bay xuống kêu người ta hack. Quỷ ghê. À đủ. Anh gà hack chắc rồi. Kiểu đó bằng tìm được thì hack rồi còn gì nữa. Đứng đây bánh. Thôi anh hack thì anh nói anh hack. Tắt hack đi nha. Hack đi mà làm người. Không có được như vậy. Ừ, gọi anh gà xài hack em mail. Xài hack của em tốn thóc quá. Nhá, mình bắn gà nhất tim mà nó kêu mình hát thì coi như không hiểu mấy ông mắng kiểu gì. Nhưng mà thôi, anh cứ tắt hát đi, để các bạn nói quá. Được, hiểu không? Ừ, ok. Tắt hát đi. Trần Đức Bo chồng em. Kem dạo này có những người lạ mặt quá vậy em. Chê kỳ quá à. Ấy fan phát nguyện fan của Amie nè. Mẹ rồi, đây like của tôi hay là like của bạn đó vậy các bạn? Anh nói dễ thương vậy mà em kêu nhích bít à? Chết thật. Phát hiện một bạn ninja bên này. Mất đời lợn. Em đang dùng ngôn ngữ của hành tinh nào vậy? Đúng. Đói quá anh nè, anh nói nãy giờ không ăn đi, cứ đích thân nói. Cô gái tên gì? Cô gái tên Amie. Đấy là dễ thương quá vậy, khoái không? Bang Bukalaka hả? Chết mẹ lại lỡ một chuyến bay rồi.
Anh chỉ việc like thôi còn thôi em đừng nói như vậy chứ. Anh dễ thương mà em kém sao vậy? Anh là super dễ thương luôn. Anh chỉ là cái bàn đạp. Đúng. Kẻ kia chứ ông già. Anh hư vậy hả? À đu. Ờ em không có đường chạy nhưng mà chết rồi chết rồi. Không bạn ơi đừng có bắn tôi. Chết tôi. Bạn dám thề không? Tôi quay lưng lại tôi chạy là bạn bắn đứt tôi đúng không? Không có được vậy nữa nha. Bạn làm mình thích lắm. Hai khẩu súng nít của mẹ. Em cũng nhặt súng nít em bắn thằng kia mà không chết. Đồ. Tình yêu bây giờ như cái cầu tiêu. Cái tình yêu mình em toàn là một cái mùi thơm nha. Yêu nhau rồi như đang bước vô vùng hoa. Yêu vậy mới là yêu chứ. Không nha, không ai mà yêu nhau mà lại đi đem vô trong đấy nha. Sao thế? Chết tôi. À, yêu quái. Đúng rồi, con bắt nó đi cạn ơi. Cạn về nữa, cạn về nữa. Thịt nó đi cạn ơi. Tàn cho ngầm này, tàn cho ngầm này, tàn cho mấy thiếp em này. Em lộ, cho nó hói đầu, tụi gì đó ăn mì. Bắn nhau rồi. Bắn nhau đi. À đây còn cái xác à. Sao các bạn không gáy lên. Lấy xe đi, lấy xe đi, lấy xe đi là lấy. Không. Bên đây còn mùi ngon lắm. Này. Tự nhiên nó quay đầu. Ta đi đây. Chào các cậu. À đù. Em cũng nể em luôn. Giờ có thấy phải không? Gì cha, có tiêm kích nào đây cha? Máy bay đi đâu đây cha? Đúng rồi, thả nhau đi. Bị cao chọc chó. Không hoàn phương tiện. Thức đêm qua live mà không có một chút gì tiếp sức hết á kìa ơi. Ai biết gì đâu. Thì có anh đây rồi, quá nhiều sức luôn rồi, cần gì tiếp nữa. Đúng không? Đâu, mới trận trước mới bị hack giết xong. Trận trước mới bị hack nó liếm đít. Giờ vẫn còn lạnh lạnh này. Thầy phương tiện
chuyên gia thổi nến. À, hỗ trợ loot. Một bạn nam giấu tên đã tới hỗ trợ loot. À, cá hồng nè mọi người. Gáy đi mọi người, xong gáy nữa vậy. Ami, gáy đi em. Em không gáy nữa. Gáy lên. Ao đây bài, thôi đừng ao mà. Chuyện đâu còn có đó, có gì mình nói chuyện với nhau. Chết tiệt. Mình có thể nói tiếng Việt được không? Mình có thể nào nói ngôn ngữ của hành tinh này? À, ngôn ngữ hành tinh này là vậy ạ. Người hành tinh này lạ quá. Tìm bét tự nhiên sao sưu tầm được vậy này ạ? Em ở clan nào qua đây vậy? Em. Ủa sao mình thấy giống như có đồng đội ở nơi này? Em mà lạc rồi. Anh đi đâu mà lạc vào đây? Ai có con máy bay nè, đi chọc chó đi. Thôi. Sao em lại áo tầm này? Nút ván rồi áo, đừng áo mà. Có cô gái mà không gái là mọi người đi hết. Hết giờ. Thấy chưa, người ta kêu có mình em gái mà em không gái là người ta đi hết. Người ta sẽ bỏ. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Ăn thính với chúng tôi, chuẩn bị phóng một đít đó nha. Chuyển áp à? Chuyển qua áp khác. Đâu rồi? Đúng rồi, ốp nhau đi các bạn. Đúng rồi, ốp nhau đi. Chúng nó ốp nhau thật kìa, Joker. Qua hỗ trợ đi. Liệu mình có tông trúng cục đá lần hai? À không. Úi giời ơi. À chú. Các bạn đang làm gì ở đây? Định ngồi xe à, đâu có dễ. Ý dạ. Liệu mình có thể chạm chó cùng bạn? Cái bồn nước anh gà, anh gà nhảy lên cái bồn nước ở ngay gần xác á rồi bắt tụi nó, chứ đừng có súng thẳng, tụi nó bốn cơ. Nó thấy cái bồn nước chưa? Đó lên cái bồn nước đó rồi bắt nó lại. Em bay xuống em. Hoặc không ngồi đôi này được này, tụi nó bốn đứa. Nhưng mà từ từ để em kiếm chỗ em xa vô nó
À em có dịch chuyển mà. Rồi lùi về đấy, bay ngược về. Cật chấm. Rồi đón bộ đi anh ơi. Mission successful. Mission complete. Complete. Đâu bạn nữ con đang ở đây mà bạn nữ nào ngồi sau. Lên em ơi, bồ đón kìa. Rồi đi luôn. Qua đặt chiếc luôn, chuẩn bị tụi em xuống đó. À thôi 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 thôi, qua cái khu bồ chấm anh ơi. Đúng rồi, khu này này. Khu này thơm tho hơn. Thôi mà kém em đi đâu kém. Bốc giấy thứ 2 của ai xuống 1 hả? Có đâu ai bốc gì giấy đâu. Dơ quá à. Có nắng cần thôi, không có gạt cần. Ở đây, ở đây chúng tôi chỉ phê cần. Đủ. Máy bay cũng chiều ý người nha. Thả xuống cho em gạt đúng không? Kéo lên. Vậy là cần một điểm tựa. Em gạt em. Em gạt em. Ok anh nha. Cảm ơn anh nha. Chấm tinh tình này em sẽ quên luôn. Gì căng vậy cha? Mà bố thật. Riêng bạn khi lại chửi mình tí là mình giết mình gáy cho với ông mồm. Chích. Ta đi dạo một vòng quanh trái đất. Tụi nó chuẩn bị qua cầu mà. Đừng có vào cái vai nha, mà cái vai nó biết chuyện ở đây nha. Thế mình ăn thính nó không biết mình ở đây hả? Đừng có ăn cái thính luôn. Vậy ai mới hốc cái thính vậy? Chết thật. Ủa? Em là ngu đến sau mình không nhớ. Không còn bả luôn. Ăn hết cả bả luôn, bây giờ kêu đừng ăn thính. Em đến sau mà. Em là boss đến. Em mãi là người đến sau. Nó no quá. Nó bội thực mất rồi. Anh chơi bằng em cái gì? iPad hả? Không, iPad. Apple hả? iPad. Chơi chơi. Đâu em đi tới đây em đứng em cam nó thính rồi này. Đi 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 bò kìa chết tôi. Ủa alo đi ra cái bếp nhanh 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 nhanh